rùng mình với năm sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chăm chỉ, kiên cường, trời thương cho lộc lớn 3 lần, hậu vận giàu nết vách. Kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại và đồng hành cùng kênh Lộc Phát Tử Vi trong video của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người xưa có câu ca dao rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Trên cuộc đời này, mỗi cuộc đời, mỗi con người lại mang một câu chuyện, một số mệnh khác nhau. Thế nhưng, quý vị đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao có rất nhiều những người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lại phải chịu vất vả, khổ nhọc cả cuộc đời, làm mãi mà vẫn chẳng thấy đủ ăn, càng ngày chỉ càng thấy có nhiều khoản nợ. Trong khi đó, có những người sinh ra đã ngập ở trong giàu có những người thì chỉ an nhàn mà tiền bạc vẫn phủ phê, sống sung sướng, chẳng cần lo nghĩ một điều gì cả. Khi nghe luật nhân quả và luận giải lá số tử vi về cuộc đời cho 12 con giáp, thầy tử vi học Phương Đông nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ bởi có làm mà chẳng thấy có ăn, thì hãy tin rằng, ông trời sẽ không để cho những người thực sự cần cù chăm chỉ phải chịu thiệt thòi đâu. Và trong luận giải mới nhất hé lộ về vận mệnh cuộc đời của 12 con giáp, cô bác tuổi Mậu Ngọ chính là con giáp đặc biệt hơn cả. Khi tuổi trẻ có gặp khó khăn thì cũng được quý nhân đỡ đần. Tới lúc về chung và hậu vận thì sẽ gặt hái quả ngọt về công danh, sự nghiệp và tiền bạc phất mạnh. Cuộc sống sẽ luôn rất suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy, tuổi Mậu Ngọ cần nắm chọn điều gì trong cuộc đời để được may mắn và thành công hơn? Hãy cùng đi vào nội dung chi tiết dưới đây nhé! Tuổi Mậu Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là cứu nội trì mã, tức là con ngựa ở trong chuồng. Trong 12 con giáp, ngựa là loài vật đại diện cho sự giản dị, nhanh nhẹn, độc lập, vui vẻ và thân thiện. Mậu Ngọ sinh năm 1978, mang mệnh hỏa, là người ấm áp nhưng đôi lúc cực kỳ nóng nảy. Mậu Ngọ khá cứng đầu, khi tức giận thì có khuynh hướng không làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Người sinh năm 1978 là tuổi Mậu Ngọ, là thuộc mệnh hỏa, cụ thể là mệnh thiên thượng hỏa, tức là lửa trên trời. Trong ngũ hành, hỏa là lửa, mùa hè, sức nóng. Ở khía cạnh tích cực, hỏa có thể mang lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, nên tượng trưng cho sự đam mê, danh dự, năng lượng dồi dào. Nhưng ở mặt tiêu cực, hỏa có thể tuôn trào, bùng nổ, hủy diệt tất cả, nên còn tượng trưng cho chiến tranh. Lửa trên trời có sức mạnh vô biên, không bao giờ có thể lụi tắt được, đem lại sự sống cho vạn vật trên nhân gian. Bởi vậy, những người mang mệnh thiên thượng hỏa luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, có đầu óc tổ chức và sự khôi hài. Họ cũng là những người thẳng thắn, quyết đoán, nhưng đôi khi cũng bốc đồng và có một chút ganh tị. Mậu Ngọ thuộc mẫu người có đầy đủ hai đức tính của can Mậu: cứng rắn, trực tính nóng nảy, lòng đầy tự hào, càng đi xa nơi sinh trưởng càng có lợi, và chi ngọt thanh nhẹn, phóng khoáng, nhiều hoài bão, mang chí lớn nhưng không bền chí, rất khỏe mạnh, thích sống đầy tự lập, ham vui, mau quên, mau chán, bất khuất ngang tàng nhưng biết phục thiện, ít khi muốn hợp tác với ai vì tính tự kiêu. Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên đôi lúc, họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, Mậu Ngọ luôn là người ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Mậu Ngọ thiên thượng hỏa là lửa mặt trời, trung tâm của vũ trụ, là quả cầu lửa khổng lồ với năng lượng vô hạn, hàng ngày tỏa sáng, cung cấp ánh sáng cho vạn vật trên cõi nhân thế, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Những người sinh năm 1978 luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, tuy nhiên họ lại là người thẳng tính, nên nhiều khi dễ làm mất lòng người khác. Có rất ít bạn thân,
Nhưng vì có tấm lòng độ lượng hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên Mậu Ngọ luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Tuổi Mậu Ngọ có tinh thần độc lập cao, nên sớm lập được sự nghiệp cho riêng mình. Nhiều ví dụ cho thấy, tuổi Mậu Ngọ thời trẻ thường xa gia đình. Dù ở nhà, tinh thần độc lập cũng luôn thúc đẩy họ bắt đầu sự nghiệp của mình ngay từ rất sớm. Mậu Ngọ luôn lạc quan cho dù gặp phải khó khăn, thất bại. Trời ban cho Mậu Ngọ khả năng nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, khách quan hơn những tuổi Ngọ khác. Họ tuân theo quy định một cách rất nghiêm ngặt. Họ thà làm chậm nhưng chắc để làm ra những thứ có chất lượng, còn hơn là làm nhanh, làm ẩu. Năng lượng thổ của thiên can Mậu sẽ giúp làm dịu đi tính nóng này, vốn là bản chất của con giáp này, dập tắt ngọn lửa luôn bùng cháy trong họ, khiến tâm tình họ trở nên ổn định và bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, Mậu Ngọ cũng có nhược điểm thường thấy là thiếu sự quyết đoán. Sự thận trọng trong từng suy nghĩ và hành động của họ là điều tốt, song lại vô tình khiến họ trở nên do dự, không dứt khoát khi cần đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cũng là chướng ngại vật, ngăn cản họ tìm đến thành công. Phần lớn tuổi Mậu Ngọ có bản tính rất thật thà, tốt bụng, thân thiện như những chú ngựa hoang đã được thuần hóa. Thậm chí họ còn nhiệt tình giúp đỡ người khác mà bỏ qua lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Họ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy mà cuộc sống của Mậu Ngọ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến cho Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Mậu Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, Mậu Ngọ lại khiến cho người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Mậu Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng Mậu Ngọ cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến cho Mậu Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Tuổi Mậu Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người sinh năm 1978, đa số có vẻ ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc, nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn thử thách, họ rất ung dung, tự tin mà không hề sợ hãi. Tuy nhiên người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng mà Mậu Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét, chê bai lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc phải sai lầm.
họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe theo bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của tuổi ngọ. Mậu ngọ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái. Bởi vậy, chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ, độc đáo thì mới có thể thu hút được sự chú ý của tuổi mậu ngọ. Phụ nữ mậu ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi mậu ngọ khi kết hôn sẽ hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau. Xem tử vi còn thấy rằng mậu ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ, buồn phiền. Khi trưởng thành hơn, họ dần tập trung vào phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhờ vào bản tính thật thà, tốt bụng, mậu ngọ được mọi người yêu quý, kính trọng. Những người này đều được hưởng thọ từ 80 đến 95 tuổi. Nếu tu nhân tích đức và hành thiện thì tuổi thọ còn có thể tăng cao hơn nữa. Mỗi con giáp đều có vị thần bản mệnh, thủ hộ thần của riêng mình. Với tuổi mậu ngọ thì vật bản mệnh đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuổi mậu ngọ nhiệt tình, thoải mái, thích giao lưu với người khác, thích hợp tác, năng lực ưu tú, giỏi nịnh nọt và cũng rất thích được nịnh. Nhưng lời thật thường khó nghe, khi người khác ý kiến, góp ý thì lại khó chịu, không tiếp thu. Đeo bản mệnh Phật Đại Thế Chí Bồ Tát giúp cho tuổi mậu ngọ bớt thị phi, tránh bị tiểu nhân lợi dụng. Đồng thời, vị Bồ Tát này tượng trưng cho quang minh trí tuệ nên bản mệnh sáng suốt hơn khi nhìn nhận vấn đề, sẽ mang tới thành công. Tóm lại, cuộc đời của tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 được thổ lộ qua đôi dòng thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mậu ngọ mạng hỏa, lửa trời sáng soi, xuân hạ sinh đặng gặp thời, thong thả sung sướng, an nơi thanh nhàn, tiền vận vất vả bôn ba, kể từ trung vận mới mong thanh nhàn. Anh em xa cách chẳng gần, vắng mặt thương nhớ lại gần chẳng yên. Bởi vì số nghịch đắng cay, gia đình lập trễ mới là bền lâu. Nếu người tích đức thiện tâm, tu hành giải bớt oan gia nghiệp đời, trung vận chẳng đặng thành thơi, số người vận cuối giàu sang thanh nhàn. Sau khi khám phá về vận số cuộc đời và những nét riêng trong tính cách chỉ có ở tuổi mậu ngọ, đã cho thấy những người tuổi này mang trong mình sức mạnh và năng lực ấm áp tới cuộc sống. Vậy trong vận trình của bản mệnh, có gặp sóng gió gì lớn không? Biến động ra sao qua từng giai đoạn thăng trầm? Từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, đây là những năm xuất hiện khá nhiều sự kiện trong đời của ngọ, đường học tập và nhân duyên cực phát triển. Ở tầm tuổi này, mậu ngọ khá quan tâm tới chuyện tình cảm mà bỏ bê nhiều mối quan hệ khác như bạn bè và gia đình. Trong tình yêu, có khá nhiều người theo đuổi, khiến cho mậu ngọ thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Tuy nhiên đây cũng là những khoảng thời gian mà tính cách chưa được rèn rũa và hoàn thiện, nên tuổi mậu ngọ có thể sẽ mắc phải một số sai lầm nào đó, vì vậy nên chú ý hơn. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đây là những năm mà tình cảm và sự nghiệp có những bước phát triển tốt đẹp. Nhiều chuyện vui trong cuộc sống cũng như công việc, tình cảm tới làm mậu ngọ vui vẻ. Đây cũng là khoảng thời gian rất đẹp để tiến hành kết hôn. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 25 tuổi tình duyên kém may mắn, gặp phải nhiều chuyện đau lòng, buồn bã. Tuổi 26 cần chú ý những vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan nếu không sẽ gây nhiều biến chứng về sau. Từ 27 đến 30 tuổi, công việc ổn định, tình duyên thuận lợi, không có gì đáng lo nghĩ. Tuy nhiên cần đề phòng mất mát tài sản, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi, mậu ngọ vận mệnh kém may mắn, bởi vậy nên hạn chế đi lại đường xa. 32-33 tuổi, cuộc sống được như ý muốn, công việc ổn định, gia đình hòa thuận. Năm 34-35 tuổi, tài lộc dồi dào hơn, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, phát triển. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, đây là khoảng thời gian tươi đẹp và may mắn nhất trong cuộc đời của mậu ngọ.
làm việc gì cũng đạt được kết quả như ý muốn, gia đình, cuộc sống có nhiều niềm vui. Nếu có dự định hay tiến hành kế hoạch lớn trong công việc thì bản mệnh nên tiến hành trong độ tuổi này, chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, ở độ tuổi này, cuộc sống của Mậu Ngọ có nhiều biến động, sự nghiệp đã dần đi vào ổn định, nhưng đường tình duyên gia đạo lại không được như ý muốn. Mối quan hệ vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột và đó là điều không thể tránh khỏi được trong hôn nhân. Tuy nhiên, tuổi Mậu Ngọ nên biết kiềm chế sự nóng nảy của mình, nếu không về sau sẽ gặp hối hận. Xem bói tử vi chọn đời từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Khoảng thời gian này làm gì cũng phải thận trọng, không nên quá tin tưởng người khác, nếu không sẽ dễ bị lợi dụng, thiệt hại về tài sản. Đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng son sắt, thủy chung, yêu thương nhau. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh, ổn định, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tuy nhiên giai đoạn này cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những khó khăn gian nan của tuổi trẻ đã qua đi. Đây là khoảng thời gian mà Mậu Ngọ có thể hưởng thành quả lao động của mình. Gia đình có nhiều niềm vui, con cháu đông vui, sum vầy. Từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi, đây là quãng thời gian mà Mậu Ngọ được hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn, không còn phải lo nghĩ về cuộc đời hay chuyện công danh sự nghiệp nữa, nên để lại mọi thứ cho con cháu và an hưởng tuổi già. Đây là quãng thời gian mà tuổi này nên ở bên gia đình con cháu nhiều hơn, có thể được hưởng phúc phần từ con cháu. Đây là lúc mà Mậu Ngọ đã thông tỏ mọi chuyện, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đáng cay, thiện và ác, họ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm. Thông thường khi ở độ tuổi ngoài lục tuần, con cái gần như ở độ tuổi đôi mươi và chúng có thể bắt đầu tự lo cho cuộc sống riêng. Sau nhiều năm đi làm, bản mệnh đã có thể tích lũy được khoản tiền làm chỗ dựa về già hay để hỗ trợ cho con cái khi chúng kết hôn. Bước qua tuổi 60, thể trạng của nhiều người sẽ giảm sút, chẳng hạn như xương, chức năng não hay hệ thống miễn dịch sẽ không còn khỏe như khi ở độ tuổi 20 hay 30. Sức khỏe chính là nền tảng của mọi thứ, có sức khỏe là có tất cả và ngược lại. Sức khỏe kém đi là dấu hiệu xui xẻo tìm đến ở tuổi già. Chính vì vậy mà tuổi Mậu Ngọ từ thời gian này trở đi nên gạt bỏ hết những tranh đấu, vất vả vật lộn giữa cuộc sống và dành thời gian chăm sóc cho bản thân cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Mỗi người lại có vận mệnh khác nhau. Tuy cùng tuổi, cùng con giáp nhưng tháng sinh khác nhau cũng có thể khiến cho con đường của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Vậy vận mệnh của tuổi Mậu Ngọ theo từng tháng sinh âm lịch sẽ có sự khác nhau như thế nào? Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh của Mậu Ngọ theo tháng sinh âm lịch, tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào nên Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lên nhiều điều tốt đẹp. Họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này sinh vào tháng 1 âm, may mắn được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thổ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi. Họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mà mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc. Niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do kết bạn, có bạn bè khắp tứ phương. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập. Mậu Ngọ sinh tháng này là người chú trọng hình thức, thích sạch sẽ gọn gàng, sống thanh cảnh khiêm nhường. Họ là người thông minh hoạt bát, khoan dung độ lượng, song không thích bị bó buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới.
tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm nấy. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mậu Ngọ sinh tháng hay âm, may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều. Tuy vậy, họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Song may là không quá nguy hiểm, đến phút cuối vẫn có thể hóa nguy thành an nhờ được quý nhân tương trợ. Vận thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm lịch. Trong năm tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đĩnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng cho đời. Mơ ước cao xa, song Mậu Ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ trở thành hiện thực. Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hạ trong năm. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận khó khăn, phải chịu nhiều trắc trở. Họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an. Dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng. Ngược lại càng thêm quyết tâm, giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân, dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình. Nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần. Những điều đó rèn giũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tĩnh như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động. Nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng âm phải chịu trăm ngàn điều cực khổ đắng cay trong đời, phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ, quý nhân phù trợ. Tất cả những điều họ có được trong đời đều là nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi để gây dựng cơ nghiệp, cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên. Mặc dù tâm động tình từ khi rất sớm, nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận hạnh phúc. Bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 5 âm, hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ huy hoàng. Tuy nhiên tiền đề là họ phải chịu chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng. Hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thừa trong năm. Tử vi báo mệnh, tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 6 âm, cả đời vất vả nhưng chẳng bao giờ chạm đến ngưỡng đại phú, đại quý. Người này tính cách không nhu không cương, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên gia phận phúc mỏng, Mậu Ngọ sinh tháng này thường phải sống cảnh ly tán, không được ở gần gia đình, anh em. Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp. Thời gian đầu thất bại liên miên, tội nghiệp chẳng còn là bao, phá sản tan tành, bản mệnh phải tự tay làm nên cơ nghiệp. Đến năm 35-36 tuổi mới thành đạt rành rang, năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ, ngoài 50 tuổi mới dần ổn định, không phải vất vả lo lắng nhiều. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, tiết trời không nóng không lạnh. Mậu Ngọ sinh tháng này thông minh hơn người, khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết 10. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Mậu Ngọ sinh tháng 7 âm, nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng xa vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Thêm quý nhân trợ lực,
Bạn mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 8 âm lịch. Mậu Ngọ sinh tháng 8 âm lịch chính là tiết bạch lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn hiếm ai bì kịp. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí, trọng nghĩa trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mệnh nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ song toàn, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo, làm tầng lớp kế cận. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trong năm là tiết hàn lộ. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 9 âm, cả trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt được mức xuất sắc hiếm có, là bậc kỳ tài trời sinh. Nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cuộc đời của họ khá bình thường, bản thân chú ngựa này cũng không có ý chí, lý tưởng gì to lớn. Chỉ muốn bình an trải qua một ngày, không mong chờ cầu tiến. Họ có tài nhưng không muốn nỗ lực cố gắng nhiều, không có mục tiêu phấn đấu. Người này cả đời không quên không thế, chỉ muốn tìm cây cao bóng cà để tự nhờ. Dù có công việc ổn định nhưng tài lộc không nhiều, hễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng, phát huy hết tài năng của bản thân, thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết lập đông. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt. Thời trai trẻ, họ phải trải qua nhiều gian nan vất vả, nhưng đều có thể vượt qua. Cuộc đời của Mậu Ngọ sinh tháng 10 âm đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn. Không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ. Mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức của mình. May mắn hơn người, nên nhờ có ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may mắn gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 10 âm, vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trong năm là tiết đại tuyết. Vận mệnh của Mậu Ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhuốm màu băng tuyết, khó có được cuộc sống như mong muốn, được sức sống của xuân. Họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hầm hưu, đơn thương độc mã. Tới năm 28-29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên. Năm 35-36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ. Đó là nhờ họ không nản lòng. Trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân, đâm chồi nảy lộc. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 12 âm lịch, tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn. Cuộc sống của người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này nhiều chuyện phải lo phiền. Tuy nhiên cũng may gia đình hòa mục, thật trẻ lại chăm chỉ học hành, nên ra ngoài được nhiều người nể phục. Tài năng cũng có được là nhờ rèn sũa, tự chân thông minh. Lại thêm có công dùi mài đèn sách, nên càng thêm giỏi giang. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 12 có ý chí và nghị lực phi thường, luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó ngại khổ. Không sợ gian nan, không sợ thất bại, dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió, làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn vất vả, nhưng người này cuối cùng sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu vận có phúc có lộc, con cháu đầy đàn. Quý vị thân mến, làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn. Sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói? Làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí. Bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác.
bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình. Không ai có cuộc đời giống ai nên bạn hãy ngưng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ. Bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đo gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả. Bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ nói rằng, trong cuộc sống, khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu, sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. Trên đời này không có gì là hoàn hảo và cũng không có con người hoàn hảo. Ai cũng có sai lầm, đừng cố chấp về mọi thứ, hãy cố gắng bao dung cho khiếm khuyết. Mỗi người trong chúng ta ắt hẳn, ai cũng từng phạm sai lầm. Cuộc sống không hoàn hảo và có luôn vẻ đẹp trong những thiếu sót. Đời người chúng ta chỉ sống có một lần, cả đời còn lại rất đắt. Xin đừng lãng phí thời gian và công sức vì những điều tồi tệ và đừng vướng bận. Trong cuộc sống, không cần cầu toàn, không cần hoàn mỹ, không cần hưởng thụ mọi thú vui, không cần làm mọi việc có chừng mực. Đây chính là một loại khoan dung cho người khác và đó cũng là sự chậm trễ cho chính bạn. Trên con đường phía trước của cuộc đời, chúng ta phải hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc có hậu và không phải ai cũng có thể tốt đẹp như hồi ta mới gặp. Luôn có một số người và một số việc mà bạn luôn phải đối mặt. Bạn phải làm quen với những cuộc chia tay đột ngột không lời từ biệt. Đừng tức giận vì lỗi lầm của đối phương. Suy cho cùng thì cũng có khi đối phương đã quên còn bạn vẫn đau khổ, dằn vặt bản thân. Tại sao phải làm khổ mình thế? Có ai là hoàn hảo đâu. Nếu cảm thấy không chấp nhận được khuyết điểm của nhau, không có thể hòa hợp thì giải thoát cho nhau có sao đâu. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất quý giá, hãy làm những điều tốt đẹp cho đời và trân trọng nó. Khi bạn gặp phải vấn đề khó khăn, bạn sẽ tức giận một cách mù quáng. Điều này sẽ không giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ trên đường có một đống phân, người qua đường thấy thì tránh, lão nông thì xúc về nhà bón phân cho cây trái tươi tốt. Cách chúng ta đón nhận mọi thứ, quyết định cuộc đời chúng ta sẽ ra sao. Bạn sống quá mệt mỏi vì để quá nhiều thứ ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn sống quá khổ vì bạn cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình mà quên đi những hạnh phúc bình dị xung quanh. Bạn đang sống một cuộc sống không thoải mái vì bạn sống quá nghiêm túc. Bạn quá coi trọng danh, lợi, nhục, vinh. Bạn sống quá hoang mang vì có quá nhiều thứ phải buông bỏ. Luôn tham lam không muốn từ bỏ, không thể xác định rõ hướng đi của cuộc đời mình. Cần nhiều năm để sưởi ấm một trái tim, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để làm nguội lạnh một trái tim hay phá hủy cuộc đời một con người. Hãy cẩn thận. Đừng lo lắng về hiện tại và đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích. Vì vậy chúng ta cứ bước đi và bầu trời nhất định sẽ tỏa sáng. Khi bạn có tâm trạng tốt, tầm nhìn của bạn sẽ rộng mở hơn, mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ. Nếu bạn có tâm trạng xấu, bạn sẽ không thể bình yên, cảm xúc của bạn sẽ ảm đạm và hạnh phúc của bạn sẽ ở rất xa. Suy cho cùng, tâm trạng không phải là toàn bộ của cuộc sống, nhưng nó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống. Trong cuộc sống, hãy bớt phàn nàn, hãy bao dung và thấu hiểu hơn, đừng nổi nóng vì lỗi lầm của người khác. Đó thực sự là một sự giải thoát cho chính bạn. Nếu bạn dùng lỗi lầm của người khác để khiến bản thân khó chịu, thì cái mất nhiều hơn là cái được.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Đừng nghi ngờ cuộc sống của chính mình, đừng so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn về cuộc sống của chính mình và ghen tị với hạnh phúc của người khác. Phàn nàn là điều vô ích, tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, khiến cho mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Nếu bạn hoang phí quá nhiều và bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực trong một thời gian dài, bạn sẽ mất tự tin và mất sức sống. Cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bản chất con người là hy vọng tránh xa sự thất vọng, đau đớn và phiền muộn, và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi. Nếu có vấn đề gì đi ngược lại xảy đến, thì con người ta sẽ bắt đầu khó chịu và phàn nàn. Nếu bạn quá gắn bó với một tình huống hoặc sự kiện nhất định, bị ám ảnh quá mức bởi những cảm xúc tích cực đi kèm và cố gắng chống lại cảm xúc tiêu cực, bạn sẽ rơi vào thất vọng. Giống như đi tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, bạn sẽ tự làm khổ chính mình. Đời người là khách qua đường, đến rồi đi vội vã. Trên đường đời này, danh lợi đều là hư không, cần phải xem nhẹ. Ai có thể tươi cười mà sống mới là người thông minh thực sự. Phật dạy cách để tha thứ chỉ bằng cách buông bỏ mọi thứ và giải phóng bản thân, bạn mới có thể sống tự do, buông bỏ mọi lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính bạn. Đời người ngắn ngủi, chừa một con đường sống cho người khác chính là chừa cho mình một con đường. Lấy trách nhiệm mà trách móc bản thân, dùng tâm tha thứ mà tha thứ cho người khác. Tha thứ là một đức hạnh, một sự tu dưỡng, một trí tuệ và một nghệ thuật. Nếu bạn học cách tha thứ, bạn có thể cho người khác cảm thấy nhẹ nhõm, cho chính mình, bạn có thể cảm thấy thanh thản. Khi một người đã phạm sai lầm, không dễ để tha thứ cho họ. Con người sau khi bị tổn thương đã thề thốt, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Tuy nhiên bạn nên nhớ, trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Khi buông bỏ được thì phải biết buông bỏ ngay lập tức. Với một trái tim rộng lớn, bạn thực sự có thể tha thứ cho mọi thứ. Về những người đã làm tổn thương mình, chúng ta thường nghiến răng để họ phải trả giá. Nhưng cuối cùng có một ngày, bạn sẽ chợt nhận ra mình đã không còn hận nó nữa. Lúc này trong lòng bạn mới hiểu ra rằng, thời gian thật sự có thể phá loãng mọi thứ. Trong cuộc sống, sự tha thứ có thể làm nên điều kỳ diệu. Sự tha thứ có thể phục hồi những mất mát về tình cảm. Sự tha thứ giống như ngọn đuốc, có thể soi sáng con đường được mở ra bởi lo lắng, oán hận và trả thù. Dưới góc độ tâm lý học Phật giáo, bao dung tha thứ là một trong những nội hàm của lòng từ bi. Không có lòng từ bi, bao dung và đồng cảm thì khó có thể tha thứ cho những việc làm xấu xa của người khác. Ngược lại còn tự gây hại cho mình, nhân quả không chữa một ai. Phật dạy cách để tha thứ không trực tiếp nói đến tha thứ, mà diễn giải tha thứ bằng những khái niệm như không sân hận, nhịn nhục, không ác pháp. Chữ nhẫn nhục trong lục độ ba la lật của Phật giáo, 6 loại công đức tu tập để đạt giải thoát, hàm chứa sự mơ hồ về lòng bao dung và tha thứ. Nhẫn nhục không chấp tướng, muốn diệt trừ lòng sân hận, kiêu mạn, tự ái, tham lam. Hơn nữa còn nhắm mục đích trau dồi lòng từ bi và hỷ xả. Không sân hận là bị người khác đối xử bất công thì không nên sân hận. Hàm ý từ bi tha thứ, không bị hận thù tác động, sẽ làm tăng trưởng tâm từ bi và tình thương thiêng liêng vô bờ bến. Tha thứ cho người khác cũng là một loại ảnh hưởng khích lệ, giác ngộ, hướng dẫn đối với mình. Có thể thôi thúc người ta bỏ ác làm lành, khiến kẻ lạc lối đi đúng đường. Tha thứ cho người khác không những làm người khác nhẹ nhõm, vui lòng mà còn làm cho mình hạnh phúc. Chỉ bằng cách đối xử với người khác bằng sự rộng lượng, dịu dàng, độ lượng và lòng tốt, chúng ta mới có thể khiến mình sống hạnh phúc. Tha thứ là một phẩm chất cao quý, một sức chịu đựng phi thường và một trạng thái siêu phàm có thể làm cho tâm hồn con người trưởng thành, tinh thần phấn chấn và trái tim phong phú. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!